thấy hoàn cảnh của con này nó cũng khó khăn quá, nó khổ quá đó chú. À. Thì bây giờ đến giờ chú được ấy chúc cho cháu nó chiếc xe lăn rồi nó đi bán vé số á. À. Từ khi mà có chồng sanh con ra là không đi được nữa. Dạ không. Bán vé số bây giờ ăn cơm đốt cũng được sao đi bán vé số. Hả? Nhà chồng trước không cho ở nữa hả? Con hiện giờ con ở đó với ai? Dạ con ở với nói chồng con nói chồng chứ con. Hả? Con ở với chồng chứ con. Giờ ba má con đâu? Ba má con đây nè. Hả? Alo. Alo. À, chị cho em hỏi thăm chút chị là Thủy nghe nè, ai vậy? Thủy, tại vì bây giờ có một cái người mà bây giờ hoàn cảnh khó khăn lắm á. Dạ. Đang bây giờ bị teo chân, teo cơ thì hết mà không có đi đứng được. Giờ nó dựng méo miệng, méo mồm hết. Như là bây giờ thấy ở tốn nó khổ quá, giờ tính nhờ chị Tám giúp cho nó cái một chiếc xe lăn cho nó đi bán vé số của cô. Dạ. Alo. Đấy nó nói. Alo. Dạ, alo, chú Tám ơi, chú Tám. Đúng rồi. À. Dạ, xin hỏi ai á? Coi trên mạng cái đấy rồi, thấy chú Tám có giúp đỡ những người khó khăn á, thì giờ thấy hoàn cảnh của con này nó cũng khó khăn quá, nó khổ quá đó chú. À. Thì bây giờ đến giờ chú rồi ấy giúp cho cháu nó chiếc xe lăn rồi nó đi bán vé số á. À. Chân gẳng nó giờ nó teo quá rồi, nó rút mềm mọt, giật méo quá rồi chú. Ở nhà ở đâu? Dạ, nhà ở quận 11 á. Nhà ở quận 11? Dạ. Mà... ở đường nội khung á chú. Hả? Ở ở đường nội khung á chú. À, nhà con bé đó là gì với mình? Nó thì nó ở với An Giang á. Rồi bây giờ mấy chị em đó trên này thì bây giờ mình cũng thấy nó khó khăn quá. Mấy chị em của con bé đó ở trên này? Mấy chị em ở trên này á, nhưng mà bị cái bệnh này hết đó chú. Bệnh gì mới được? Là không đi được, ngồi xe lăn nó thì chú ơi. Mà bệnh gì mới được? Là coi như nó bị teo tỉ, teo cơ gì đó. Tự nhiên bị hả? Từ nhỏ ra là có chồng nó có gia đình, nó có hai đứa con là nó đi không được. Nhỏ là nó yếu rồi, có chồng sanh ra hai đứa con là chồng hết đi được. Chẳng là gì nó thấp dữ vậy? À, từ khi mà có chồng sanh con ra là không đi được nữa. Dạ, không đi được, bốn chị em đều như vậy hết đó chú. Bốn chị em ở chung chỗ đó luôn hay sao? Không, ở riêng, một đứa một đôi, tứ tứ đó đó chú. À, vợ chồng của bé này đâu? Chồng bé này hồi đó là hai đứa tụi nó lại ly dị rồi, đó. Ly dị là lúc nào? Bỏ nó. À, lúc đó là con chồng nó teo, chân gẳng rồi, nó không có đi, không mấy được. Lúc đầu là vợ chồng nó ly dị với nhau rồi, có hai đứa con rồi đó chú. Rồi hai đứa con ở đâu? Hai đứa con bây giờ ở với chú, ông chú nuôi. Bà tiếng nuôi. Trời ông nội bà nội đi già quá rồi. Giờ hai ông nội bà nội bị tai biến hết rồi, đâu có nuôi nổi. Giờ để cho chú, ông chú với bà tiếng nuôi. Chú bà tiếng nuôi mà nuôi ở đâu là mới được? Ở quận 11 rồi chú. Ở 35 đường quận 11 rồi chú. À, ông chú vẫn còn ở đó, ở gần đó. Vẫn còn đó, ông chú đi làm. Ông chú cũng sống mấy rồi, đi làm chở keo, chở đồ cho ba đó đi nuôi. À, con nó được bao nhiêu tuổi rồi? Không, cái hai đứa con của bé bị bệnh nè. Hai đứa con, một đứa là 16 tuổi, học lớp, bắt đầu lên lớp 11 rồi đó chú. Còn một đứa nữa. Một bé là 13 tuổi, học lớp 7, 12, 13 tuổi, học lớp 7 rồi đó chú. Rồi, tiền ăn học thì ai lo? Dạ, ông chú lo, hồi đó bà nội bà nội bị tai biến hết rồi, ông chú lo, 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 ông chú lo,
rồi mẹ thì vẫn ở nhà chứ ông chú với ông nội bà nội hay sao? Mẹ thì ông chú mẹ đi mướn nhà với Bình Chánh ở, rồi bây giờ không có đi được nữa, rồi bây giờ mới trở về. Bây giờ nó mới nói là nó một tay cho ông chú, ông không có cho ở, nhà cửa chật quá, chỗ ở được đâu, nhà không có một cái chỗ mà để mà thở nữa. Nhà chú biết có 3m, 8m mà 8-9 người ở. Cái người mà bị bệnh đó mà đi không được mà năm nay bao nhiêu tuổi? Đó, tuổi con cọ có sinh năm 86 chú Tám. Nè, còn chị là cái gì với lại có bé? Hồi trước là má chồng của chồng trước của nó đó, má chồng á. À, chị là má chồng của con bé này. Đúng rồi, bị tai biến đó chú. Má chồng trước á hả? À, thì má chồng á. Có hay là má chồng của cái người mà đàn ông mới bỏ sao, có hai đứa con bỏ sao? Không. Chồng trước có hai đứa con? Có hai đứa con là cháu nội của tôi. À, còn chồng sau có hai đứa con nữa hả? Không, chồng sau có một đứa thôi mà bây giờ nó bắt con nó đi rồi, bây giờ nó đuổi con này bơ vơ ngoài đường á, không cho ở nữa. Ủa vậy sao mà nãy hồi sớm giờ không để cho chị không nói gọi hỏi giùm nữa mà để cho con bé nó nói chuyện được, nó nói với tôi? Dạ, tại vì đi con chị không có ở nhà, con bé giờ nó đang nằm ở nhà đó, nó mới gọi cho chú. Rồi nãy giờ chị nói với tôi là cái hai đứa con của con bé này ở với ông bà nội bị tai biến. Thì ông bà nội là hai là tôi bị tai biến rồi, nhưng mà chú nó nuôi em chồng á, thằng em chồng á. Cho nên là chị nói không có rõ ràng. Không phải thằng em chồng đâu, chung nó nuôi. Tôi hỏi chị hồi đầu là chị là ai mà chị nói sớm rồi. Là coi như đó là ông nội bà nội của hai đứa bé đó, nhưng mà bây giờ bị tai biến rồi không có nuôi nổi, để cho chúng nó nuôi. Đưa con bé đó nói chuyện rồi. Bây giờ nếu mà xin xe lăn cho con bé này nó làm gì? Bây giờ nó đi bán vé số, chú lúc trước nó cũng bán vé số. Lúc trước nó còn hơi hơi đi được á, nó cũng đi bán vé số á chú. Nhưng mà bị tụi nó giật á, nó dùng vé số nó đạp té hoài chú ơi. Bé là tên gì? Nó tên Hạnh, là chú Nguyễn Thị Hạnh á. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, 30 không? Nó bằng mấy rồi chú, tuổi con cọp của chú là thành năm 86. 86 là hôm nay, năm nay rồi có 34 rồi. 35 tuổi rồi. Dạ. À, tuổi con cọp năm nay làm ăn phát tài luôn á, trúng mánh luôn á. Dạ, mà bây giờ thấy nó khổ quá chú ơi, giờ không có giúp được nó gì á, bây giờ nó đọc cái chuyện gì, nó thấy số điện thoại của chú á, nó để con gọi cho chú Tám. Nhưng mà khi mà để cho chị không chịu nói, chị nói chuyện được không, để nói mà sao để cho nó nói. Mà khi mà tôi nói chuyện với chị cũng không có cải thiện nữa. Ông ơi, nó đang ở nhà chú, còn tôi đi ở ngoài đang làm á, đang mua lẩm nhà gia công người ta đi làm á. Có chuyện chị làm? Chị đang đi làm ngoài, nhà nó điện đúng không? Dạ, nó trong nhà nó điện, tôi ở ngoài trước, tôi lẩm mấy làm cái công tác điện cho người ta đó, ngồi ngoài này làm nè. Ờ, nãy chị nói mấy đứa nhỏ là ở với ông bà nội, giờ bị tai biến không ai làm được gì á. Không, nó ở với ông bà nội, lúc trước ông bà nội còn bán cơm á. Thôi vậy giờ như vậy nè. Bây giờ không có làm được nữa, bây giờ là ở với ông chú. Bây giờ vậy nè, có chuyện xe lăn là tôi có xe lăn tôi cho chứ không bình thường không có gì đó. Nhưng mà tôi dặn chị mai mốt cái gì mình nói thật. À, mình nói thật người ta thương, người ta giúp đỡ chứ bây giờ nhiều cái mà bây giờ nói cũng không có rõ ràng. Mình có làm sao mình nói thật như vậy, nó rõ ràng rồi đó, người ta biết đường người ta giúp. Chị đưa cái điện thoại cho con bé đó, tôi nói chuyện với con bé tên gì? À, alo. Tắt rồi. Tắt máy hết tiền á. Để gọi lại. Con đang gọi nói chuyện tắt máy rồi. Dạ điện thoại hết pin rồi, hết tiền rồi. Nãy đã có 20 của chú hết tiền rồi, tính đi mượn điện thoại khác gọi thì chú. Rồi bây giờ như vậy. Dạ. Đưa cái điện thoại bé tên gì ạ? Bé tên Hạnh chú. Rồi đưa điện thoại tôi nói chuyện. Dạ để vô nhà. Vô nhà kêu nó đang ngồi trong nhà. Bây giờ nó em bị gì? Bị tai biến, tại bị sốt, bị rồi nào? Bị sốt, bị sốt,
Mà em bị rồi lúc nào? Giờ bệnh nặng quá hả? Dạ. Rồi từ khi nào mà mình bệnh đổ? Tay chân teo hết hả? Dạ. Còn đi tới đi lui khó khăn không hay là? Dạ, đi tới khó khăn, đi không được. À. Đi còn lại nhất, đi đi được. Đi mấy bước? Đi được bao nhiêu bước? Dạ, được 2 bước, 2 bước là té hả? Dạ. Rồi mà mỗi ngày ăn cơm mà đút vô miệng rồi đổ cơm ra ngoài hả? Dạ. À, rồi mình bị cái này bao lâu rồi? Dạ, 3-4 năm mà không đi lại được hả? À. Rồi 3-4 năm vậy ở đâu? Rồi bây giờ tính xin cái anh cái chiếc xe lăn đúng không? Dạ, tôi xin mấy chú chiếc xe lăn còn điều ấy không kêu. Bán cái số bây giờ ăn cơm đốt cũng được sao thì bán số. Hả? Hả? Có ở đây không được nữa. Tại sao ở đây ở không được nữa là sao? Chú không cho. Ai không cho? Dạ, dạ. Nhà chồng trước không cho ở nữa hả? Bây giờ tôi đang đi tỉnh ha. Cho nên mình đổi ra ngày 23 tây tôi mới về tới. Dạ. 23 tây là đưa chạy qua bên chỗ 218 tên đó. Qua tôi trao cho chiếc xe lăn. Dạ, 218 hả chú Tám? Ừ. Rồi qua tôi coi cái bé nó bị dạ. Cái gì. Không nghe con má. Dạ. 23 tây chú mới về rồi chú. 23 tây tôi mới về lại Sài Gòn. 23 tây dạ. Hôm nay 21 tây rồi, ngày mai ngày 1 dạ. Tôi mới có mặt ở Sài Gòn. Dạ, vậy cảm ơn chú Tám chú nha, chú Tám. 218 tên lửa. Dạ, quá mấy giờ đó, buổi sáng buổi chiều chở đó qua chú Tám. Buổi chiều. Buổi chiều, dạ. Hả? Dạ, dạ. Cảm ơn chú Tám chú nha, chỗ đó dạ, chở đó qua để kiếm chè lấy chở. Sau 4 giờ chiều chở qua. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú Tám nhiều dạ. Rồi. Con bé Hạnh nó nói chuyện không được rồi mà đút cơm lên ăn còn đổ lên đổ xuống rồi mà sao đi bán số rồi người ta trả tiền bà cười sao ấy rồi con bé này hồi đầu gọi vô cho Thủy vợ sang thì nó khác bây giờ sau khi mà thấy có người mà nghe điện thoại nói chuyện giùm người sang mới kêu lấy sang nói chuyện rồi lại nói cũng mà có xe lăn không có đáng là gì mà mình muốn giúp cho người ta cái mà muốn giúp người ta là mình cho cái tình cần tìm hiểu không phải là giúp về cái vấn đề xe lăn mình sang coi nếu mà thật sự hoàn cảnh nó khổ như thế nào là câu chuyện nó ra sao là mình tìm cách mình giúp cho người ta này có sự nguồn á nghe sơ làm biết rồi. Đó, con nhỏ này nãy nó cúi cúi nữa đâu nó bên chồng cho ở nữa rồi bà giật điện thoại lên đó à rồi nói chung là cũng nói mà mờ quá một lúc thì có chồng rồi chồng nó thôi lâu rồi chồng nó hai đứa con thôi lâu rồi nó
gà nó sống. Và nói chung mình thấy cái là nó không có cái gì gọi lưu đấy. Rồi mình muốn giúp thì giúp cho người ta, nhưng mà mình mới hỏi kỹ thôi, không phải là vấn đề mình hỏi kỹ mình cho chiếc xe lăn mà mình hỏi quá kỹ, cho nên mọi người cũng thông cảm. Chẳng những mình cho xe lăn mình coi tìm cách để mình giúp như thế nào, mà nó thật sự người ta khó khăn đã đi lại không được yếu thế, mình coi giúp người ta ra sao. Nhưng mà tại duyên đi, tại sang đi miết là không có nhà đâu, rồi nghĩ xe lăn mình giúp người ta chuyện bình thường rồi. Mà trong câu chuyện uổng cất khuất như thế nào thì mình chưa có nắm rõ, mà qua cái lời nói của bé Hạnh này với lại cái người má chồng nó không có khớp, mà đầu bé Hạnh dội vô nó khóc khóc quá trời khóc, nó nói con một con mà lúc ở dưới quán cơm mà vợ Thủy vợ sang nghe điện thoại nghe khóc bù lù la trong đó, nó nói là nó mồ côi ở nhà người ta, ở nhà nhà ta. Tí xíu nữa thì nghe cái người má chồng này thì nói chuyện thì cái câu chuyện lại khác nữa. Và nó riêng cái người má chồng nói chuyện sang là nó hay cái lời nói nó khác nhau lúc đầu và lúc sau. Thôi tùy duyên nha cả nhà. Nói chung tại tám nổ tám điều kiện, mà nhiều chuyện quá giờ lắm chuyện rồi, để mà không phải là đau đầu, lắm chuyện rồi để mà coi phụ một tay chân với người ta để mà chia sẻ những câu chuyện giống vậy. Trên đường đi về Khánh Thành, cây cầu Thế Giang An 6, trời tối luôn rồi mà để sáng mai Khánh Thành giờ kiếm chỗ ngủ ở dưới Kiên Giang. Một lần nữa chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống nha. Cảm ơn cả nhà đã xem qua video. Đừng quên thả tim và bấm like, bấm chia sẻ, đăng ký kênh YouTube. Hi.